hay tốt. Đây là một tình bạn mà đã cách đây là bao nhiêu năm nhỉ anh Dân nhỉ? 6 năm rồi. Không, 6 năm không gặp. Nhưng mà trước đó là bao nhiêu năm? 19 năm rồi. 19 năm. Đấy, mà sau đó là 6 năm không gặp. Hôm nay là hai anh mới gặp lại nhau. Vâng. Chúc mừng anh đã trở lại Việt Nam rất là hoàn hảo, khỏe mạnh. Vâng. Nhưng rất tiếc là mọi thứ đã thay đổi với anh. Bây giờ anh chỉ có là xin xin này, ăn ăn này. À ok. Nhá. Thôi hôm nào bọn em lên bọn em lại gặp anh nhá. Vào lên rồi. Ok. Vâng. Đi chị về nhá. Vâng, anh chị. Đây cảnh đây công xưởng của A Xuân đây. À con chào cô ạ. Đây là A Xuân đây à, mà cái con hu mà hết đấy cô. Là nó lừa cả anh ấy đây này, lừa hết của anh ấy rồi đây này, xong là bây giờ nó đến nó nói cô đây, cô cứu nó đây. Đấy con hu mà hết ấy, cái con Phương ấy. Lừa hết sạch luôn, bây giờ đây anh lại làm lại từ đầu. Anh là một con người kiên cường cô ạ. Vâng. Kiên cường, rất là kiên cường, cảm phục anh ấy. Đấy, bây giờ anh lại trở lại Minh Tiến Lục Yên. Đấy, bây giờ là nó lừa hết của anh không, bây giờ nó nói là đây anh lại trở lại vùng núi của Lục Yên ngày xưa đây. Đấy, khi mà nó sa sút hết xong bắt đầu nó bán hết đồ của anh đi đây. Cả ô tô của anh đúng không? Ô tô máy xúc đúng không? Đấy. Đấy, cả nhà sàn đúng không? Đấy. Bán hết đi rồi, thế mà cuối cùng bây giờ nó lại bảo là cô lừa đây. Rất là bố láo đây, bây giờ đây cái người mà tử tế nhất với nó đây. Đấy. Tự vì nó không bỏ cái bản chất đâu anh ạ. Đấy. Thế nên là hôm nay em ra xem lại cái cảnh núi đây. Vùng núi của Lục Yên rất là đẹp. Đấy. Anh vẫn kiên cường và trở về vùng đất Lục Yên để anh khai sinh lập địa, làm lại từ đầu. Bây giờ trước là Phương Trần, giờ là hu mai hết ạ. Vâng ạ. Nhá, thôi bây giờ tối rồi, hôm nào em lên em lại gặp anh nhá. Vâng. Okay. Chào anh, chúc anh may mắn. Vâng. Chào em nhá. Phúc bóng chị là gì đấy? Chị là Nguyễn Thúy Huyền. Nguyễn Thúy Huyền, vâng. Việt Huyền. Vâng. Đấy. Bây giờ nó láo lắm cho nên là em trực tiếp hôm nay là nhân tiện có chuyến này em lên thăm anh nhá. Okay, thôi okay. Chúc anh khỏe nhá. Cảm ơn.